Đứng ngồi không yên với tin đồn, Chipu sẽ là một trong 7 tỷ tỷ debut sau đạp gió 2023. Người hâm mộ Chipu đứng ngồi không yên trước động thái mới từ phía chương trình xứ trùng, nữ ca sĩ sẽ góp mặt một trong 7 tỷ tỷ debut. Chipu đang là nữ ca sĩ được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt khi tham gia show truyền hình đạp gió 2023. Bằng chứng nằm ở việc cái tên của cô là Top Hustler trên Weibo hay mới đây nhất là thăng một trending TikTok với nội dung tức tần tật về Chipu và đạp gió 2023. Tại show truyền hình xứ trùng, ở đêm công diễn 1 vừa qua, tiết mục Si Tình với phần thể hiện của Chipu cùng 3 tỷ tỷ khác là Ella, Trương Gia Nghê và Ngô Tiến cũng nhận được bình chọn nhiều nhất. Thậm chí mới đây, netizen lan truyền thông tin Chipu sẽ là một trong 7 tỷ tỷ debut sau chương trình. Nguồn cơn xuất phát từ tấm ảnh bìa trên kênh YouTube chính thức của Đạp Gió 2023 mang tên Sister Who Make Way. Theo đó, người hâm mộ thấy rằng hình ảnh cover được ban tổ chức lựa chọn 7 nữ nghệ sĩ, bao gồm Amber, Tạ Na, Giả Tĩnh Văn, Thái Thiếu Phân, Từ Hoài Ngọc, Ella, Chipu. Đang nói, Đạp Gió 2023, tên gọi cũ là Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng, là chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao từ 7 nghệ sĩ xuất sắc nhất sau loạt màn thi đấu của chương trình. Chính điều này đã khiến nhiều người bán tín bán nghi, đặt nghi vấn về việc Chipu cùng 6 tỷ tỷ còn lại debut thành nhóm nhạc sau khi mùa 4 chương trình kết thúc. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của người hâm mộ. Rất có thể, việc Chipu xuất hiện trên ảnh bìa kênh YouTube Đạp Gió 2023 chỉ là sự ưu ái đến từ phía ekip chương trình.